Hello nha, xin kính chào toàn thể các bác. Và ngày hôm nay thì em có về được rất là nhiều những cặp loa 455 và dòng loa 255. 255 thì sử dụng bát 20, không có nhạc bát 20, còn 455 sử dụng bát 25. Loa hình thức còn rất là đẹp các bác nhá. Dòng hình thức rất là đẹp. Đẹp xuất sắc luôn đấy. Các bác có thể nhìn trên màn hình. Những cái đôi loa này sẽ, giá thành nó sẽ cao hơn một chút so với dòng bình thường. Em để là 3.200.000 đồng các bác nhá. Nó đẹp xuất sắc chứ không phải là các cái dòng như ví dụ như bên này chẳng hạn. Đấy, đôi này đang là 1.300.000 đồng các bác nhá. Hàng bát 20 bên B, hàng nội địa Trung Quốc. Đấy. Nó cũng là của Nhật Bản thôi, nhưng mà hàng này là chuyển giao công nghệ sang bên Trung Quốc. Chất lượng của nó thì cũng rất là cao. Có 1.200.000 các bác có thể về để chọn lời cho những đôi loa bát 30. Còn những cái đôi loại BB455 này thì rất là xịn sò, thì để cho các bác mức giá là 3.200.000. Giá này là giá cực kỳ đẹp các bác nhé. Hàng này là hàng đẹp xuất sắc. Các cái dòng giá 2.800.000 thì nó sẽ rẻ hơn các bác nhé. Lưu ý nhau cho em, 2.800.000 thì nó sẽ bị sứt mẻ một chút ít ở đâu đó. Đây là hàng tuyển, hàng đẹp thì giá nó sẽ là cao hơn một chút. Đấy các bác lưu ý những điều như thế. Hàng đẹp bao giờ giá nó cũng phải là hơn một chút. Các bác mua hàng bên em thì không bao giờ sợ mua đắt các bác nhá. Những đôi loa như này đấy, chưa vệ sinh, chưa nào chùi, để cho các bác với mức giá là 1.200.000 đồng. Bát 20, bát 25 là 3.200.000 đồng các bác nhá. Nghe thì BB thì đỉnh cao rồi. Có như tép bát giấy đánh cực kỳ hay. Tép là tép giấy các bác nhá, vân cửa, vân cao su đấy, những tiếng bát cực kỳ mềm. Rất là đẹp các bác ạ, rất là đẹp luôn đó. Hình thức cực kỳ đẹp các bác ạ. Nhìn các bác có thể nhìn trên video có thể thấy nó đẹp cách dã man. Hình thức rất đẹp. Em sẽ quay về sau cho các bác cùng xem. Đây là hàng xịn 100%, cam kết cho các bác bao zin, chưa thay thế phụ tùng cũng như là linh kiện bên trong các bác nhé. Bao zin, giá thì các bác 3.200.000. Các bác là chốt với lòng gọi điện cho em qua số 0708761888 các bác nhé. Hàng bãi xịn đẹp Nhật Bản luôn. Còn là hàng bát 20 này cũng Nhật Bản nhưng mà liên doanh của bên Trung Quốc. Đấy, nó vẫn rất là chất. Hàng bãi xịn 1.200.000 và 3.200.000 các bác nhé. Đấy, các bác thích sản phẩm nào gọi điện cho em. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những clip lần sau. Các bác nào còn chưa đăng ký kênh, vui lòng bấm đăng ký kênh và chia sẻ giúp em. Rồi, cảm ơn tất cả các bác.